Hey, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng các anh em đã trở lại với kênh của tôi. Và trước mắt các bạn ở phía bên tay trái của tôi đây là con bách thú gao tinh tinh xanh đời F3. Và phía bên tay phải của tôi đây là con bách thú gao tinh tinh xanh hàng Hàn Quốc nha các bạn. Và đúng như clip hôm nay tôi sẽ thử nghiệm xem liệu hai bách thú gao tinh tinh xanh này có thể kết hợp với các bách thú gao khác thuộc các dòng siêu nhân khác hay không nha. Để biết được câu trả lời hãy xem hết clip của tôi nhé. Nào, còn chơi gì nữa, chúng ta vào clip thôi. Thì như các bạn đã biết, tré trộn là một loại thức ăn nổi tiếng của tỉnh Bình Định nói riêng và của miền Trung nói chung ha. Được tạo ra bằng cách trộn cái tré các bạn, cái tré và các loại gia vị thức ăn với nhau. Ví dụ như nem, rau găm, xoài và nặng chung với tất đó các bạn, muối nữa. Thì ngày xưa tôi ở Sài Gòn, tôi hay ăn ở chỗ mà gần công viên 23 tháng 9 đó các bạn. Ở đó người ta bán rong nhiều lắm. Một lần ở đó ha, và một lần ở gần nhà thờ Đức Bà ở trung tâm thành phố á, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Tôi ăn tôi thấy là nó không có ngon. Bạn nào mà muốn mà ăn đúng vị á, các bạn có thể du lịch ở thành phố Quy Nhơn các bạn. Thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định á thì sẽ đúng vị hơn ha. Trong cái tré trộn sẽ có tré ha. Vậy tré được làm từ đâu? Tré được làm từ đầu heo nè, tai heo nè, mũi heo, được trộn với lại các gia vị như là mè nè, tỏi nè, tiêu nè, riềng nè và một ít thịt bò nữa các bạn. Một số nơi người ta trộn thịt bò vô ha, một chút xíu và khi mà trộn xong rồi các bạn, nó sẽ dính với nhau ha. Và người ta sẽ gói các loại mà hồi nãy mình trộn lại á thành một cái cây dài ha các bạn, một cây dài gói bằng lá ổi nha, lá ổi khô các bạn. Rồi khi mà gói bằng lá ổi xong, người ta có thể gói thêm một lớp nữa, đó là cái lớp rơm vàng nha các bạn, cái lớp màu vàng vàng á, cái lớp rơm á đó, người ta sẽ gói lại, đó là tré nha. Các bạn có để ý thấy rằng á các bạn, cái món ăn vặt tré trộn các bạn, cái màu sắc chủ đạo của nó là màu xanh lá cây không? Nó rất là giống với lại con bách thú gao tinh tinh xanh này. Và những cái loại gia vị mà trộn chung các bạn rất là giống với lại màu của các bách thú gao ha. Đó, do vậy nên mới có clip này nha các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ trộn theo hai công thức các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ trộn theo công thức thứ nhất ha. Đây là công thức chế trộn thứ nhất của chúng ta ha các bạn ha. Bây giờ tôi sẽ sử dụng con bách thú gao tinh tinh DX Hàn Quốc ha. Nó sẽ đại diện cho các nguyên liệu như là rau găm nè, xoài, dưa leo và tắc nha các bạn. Tắc để nặng vô các bạn. Đây, đây là con gao tinh tinh xanh Hàn Quốc ha. Dạ. Và tôi sẽ sử dụng đây con gao đại bàng đại trà nha các bạn, FN nha. Đó. Cái con bách thú gao đại bàng này sẽ đại diện cho hành phi đậu phộng nha các bạn. Hành phi đậu phộng. Rồi. Và đến gao bò tót, bách thú gao bò tót nè các bạn, tôi sẽ sử dụng con gao bò tót DX Hàn Quốc nha. Và con gao bò tót này sẽ đại diện cho muối tiêu. Bỏ vô các bạn, muối tiêu và tiêu sai ha. Rồi, thì con gao này sẽ trùng màu với lại con gấu gao gấu đen này nha các bạn. Con gao gấu trắng này sẽ đại diện cho chả nha các bạn, chả lụa hay là cái chả mà mình hay ăn trong canh bún á, cái chả dài dài các bạn. Chả quế. Đó, thì hai cặp gấu này tôi sẽ sử dụng hai cặp gấu Trung Quốc F3 nha các bạn. Đó, China F3 nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ
trộn lại với nhau ha. Và đây các bạn, đây sẽ là công thức thứ hai của tôi ha. Bây giờ tôi sẽ đổi bách thú gạo tinh tinh DX Hàn Quốc thành con bách thú gạo tinh tinh xanh mà đời F3 nha, Trung Quốc F3 nha các bạn. Và gạo đại bàng sẽ là con gạo đại bàng F1. Bò tót sẽ là bò tót DX Hàn Quốc như cũ luôn. Và hai cái cánh tay là hai cặp gấu đen và gấu trắng sẽ là hàng DX Bandai Hàn Quốc luôn nha các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ trộn lại với nhau xem nó có hợp với nhau không ha.
Và trước mắt các bạn đây là hai hợp thể bách thú gao cơ bắp, mà mỗi hợp thể gao cơ bắp như vậy được cấu tạo từ năm siêu thú thuộc những dòng đồ chơi bách thú gao khác nhau từ Trung Quốc China cho tới DX Bandai ha. Chúng sẽ có mối liên kết với nhau. Đó, các bạn nhìn thấy nè, thấy không? Hai con đều là những cái dòng mà đồ chơi khác nhau kết hợp lại ha các bạn ha. Vậy chứng tỏ hai bách thú gao tinh tinh xanh đều có thể kết hợp với các siêu thú gao ở các dòng siêu nhân bách thú gao khác nhau các bạn ha. Và đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy thử nghiệm này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phía dưới phần comment ha. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình thì hãy nhấn nút subscribe, tiện thể có cái chuông bên cạnh á, nhấn luôn cái chuông bên cạnh để nhận được những video về review đồ chơi hay thử nghiệm đồ chơi khác ha. Còn nếu mà anh em nào mà đã subscribe rồi thì hãy like share cho các anh em khác cùng biết về kênh của tôi ha. Rồi, bye bye, subscribe, ngày mai gặp lại nha. Bye bye.